gà rừng. Linh hồn đèn cầy đỏ. Hầu như ai trong kỷ diện Hồng Lạp, tức đèn cầy đỏ, cũng đều biết đến chàng, vị công tử hào hoa bậc nhất mà mỗi đêm ở kỷ diện này, ở trấn Châu Đốc, đều có mặt chàng từ sớm đến nửa khuya. Thật ra Hoa Phong công tử chỉ đến đây bởi mỗi lý do duy nhất: gặp nàng kỹ nữ Thu Hương, nức tiếng tài danh. Có thể nói họ là đôi trai tài gái sắc, xứng đôi bậc nhất. Hoa Phong là con trai nhà hào phú Hoa Đức Phụng ở trấn An Giang. Ở trấn An Giang lại đổ đầu hai kỳ thi, được triều đình điều động đến trấn Dậm Mục phủ giàu có. Nàng thì vốn là con một danh sĩ bất phùng thời, lưu lạc giang hồ, nhưng nổi tiếng là tài danh với tiếng đàn giọng hát điêu luyện. Thêm vào đó tính tình nhân ái, sống trong bùn mà không bị nhuộm bùn. Tuy là kỹ nữ, nhưng không phải ai cũng được Thu Hương bằng lòng trao thân. Nàng lúc nào cũng được hàng chục Dương Tôn công tử, các hào phú và quan chức khắp nơi ái mộ, yêu cầu, nhưng chỉ những ai xứng đáng nàng mới ưng tiếp. Lần đầu tiên nghe tin Hoa Phong, nàng đã thẳng thắn từ chối. Nàng bảo với mama rằng cái tên đó đã quá nổi tiếng phong lưu, đã dập dụi biết bao cuộc đời con gái, nên nàng không cảm thấy hứng thú để tiếp. Vậy mà khi Hoa Phong đường đột xông vào phòng riêng, chỉ sau vài khắc chuyện trò, Thu Hương đã thay đổi ý định. Nàng liệt Hoa Phong vào danh sách khách riêng, đến không cần báo. Mùa xuân này, nàng đã thông báo với mama của Hồng Lạp Diện về ý định sẽ rời bỏ nơi đây để theo về với Hoa Phong. Tình ấy chẳng làm cho riêng mama sững sờ, mà còn gây ra cơn chấn động trong toàn kỷ diện, trong đó có khách lạc chơi. Chính Hoa Phong xác nhận điều đó. Chàng bảo mama: tôi sẽ chuộc nàng ra khỏi đây, đưa về Long Hồ cùng chung sống. Phản ứng dữ dội nhất có lẽ là viên huyện lệnh Châu Phong. Ông ta tuy chỉ là huyện quan, nhưng thanh thế khá lớn, do có họ hàng với một bà phi đang được nhà vua triều đình Huế sủng ái. Lão ta có thói trăng hoa, từ lâu đã mê mệt sắc đẹp nàng Thu Hương, nhưng chưa một lần được nàng cho má cận giai kề. Cái giá mama đưa ra để Hoa Phong chuộc Thu Hương là 1.000 lạng vàng. Nhưng ngay tối hôm trước, ngày hẹn chồng tiền, lão huyện lệnh đã cho người mang tới 2.000 lạng kèm theo một lời đe: bằng giá nào cũng phải giữ nàng Thu Hương lại. Từ nay, nàng là người của huyện quan. Dĩ nhiên, mama đâu dám trái lệnh. Bởi vậy khi Hoa Phong mang tiền tới, đã bị mama từ chối rất khéo. Hiện thời, kỷ diện đang ế ẩm, sống được chỉ nhờ có Thu Hương. Phiền công tử thư thả, để mama đi tìm một người tương xứng nào thay. Lúc đó có thể chẳng cần đến 1.000 lạng vàng, công tử cũng được đưa nàng đi mà. Là con người không thích tráo trở, nên Hoa Phong giận lắm. Chàng ném ra trước mặt mama hơn 2.000 lạng vàng. Bao nhiêu đây? Đủ chưa? Chàng định kéo Thu Hương đi thì chợt lúc đó có tiếng vang từ ngoài cửa: đến 100.000 lạng cũng không để nàng đi. Viên huyện quan từ văn ý hùng hổ bước vào với vài chục tên lính lệ. Lão ta chẳng cần phải trái, hất hàm hỏi Hoa Phong: mày là thằng nào? Vốn chẳng muốn xưng danh ở chốn lầu xanh, nhưng ở tình thế này, Hoa Phong đành rút thẻ bài đưa cao trước mặt hắn. Tên huyện quan giật mình: Tri phủ Thượng Châu. Hắn nhìn Hoa Phong từ đầu đến chân như không tin con người bạch diện thư sinh này lại là quan tri phủ. Có nghĩa là kẻ đối đầu với hắn có phẩm thước cao hơn hắn và ra dáng là con người có tiền của hơn người. Song xưa nay họ Từ chưa hề thua kém ai bao giờ. Hơn nữa, hắn lại là tay xảo quyệt, độc ác có tiếng, sẵn sàng dùng các thủ đoạn đê hèn nhất. Chỉ một thoáng suy nghĩ, hắn đã lấy lại được thế trịch thượng.
ngài là ai cũng mặc. Kỷ diện này thuộc quyền của nhà ta. Mà có Thu Hương đây, vốn do ta sở hữu, chứ không phải mama này. Ta cấm bất cứ ai đụng vào nàng. Hắn quay sang ra lệnh cho thuộc hạ. Niêm phong ngay cửa phòng Thu Hương lại. Nếu ai bất tuân, cứ dùng luật hình. Bọn thủ hạ tuân thủ lập tức. Bọn chúng xô dạt qua phong sang một bên, còn Thu Hương thì bị chúng đẩy ngược về phòng, đóng cửa lại. Có đến 10 tên đứng chặn ngay bên ngoài, tên nào cũng lăm le gươm giáo sáng loè. Qua phong định phản ứng, nhưng đã bị đám đông đánh đập không thương tiếc. Cuối cùng, bọn chúng bắt giải Qua phong về huyện đường. Việc một phủ quan bị một quan huyện bắt giam là một việc lớn, một trọng tội, trong khi tri phủ Qua phong chẳng phạm tội gì. Hơn nữa, việc bắt giam này chưa có lệnh từ triều đình. Vậy mà khi người nhà Qua phong báo về kinh sự việc này thì triều đình như chẳng có gì xảy ra. Qua phong bị giam đến 3 ngày sau mới được thả về, kèm theo chiếu chỉ ban từ triều đình, lệnh cho chàng phải trình diện ở trung đường phủ để phán xử. Với những sự cố dồn dập đó, phải 2 tháng sau Qua phong mới được trở về lại Hồng Lạp viện. Một tin như sét đánh ngang tai: Thu Hương đã tuẫn tiết chết. Dù không ai dám nói ra nguyên nhân cái chết của nàng, nhưng chắc chắn phải do bàn tay của Từ Văn Ý. Có thể do bị làm nhục nên Thu Hương đã tự hủy cuộc sống mình. Qua phong giờ đã bị tước hết chức vị sau vụ xử ở phủ trung đường. Có lẽ do có sự vận động tay trong của Từ Văn Ý, chúng vu cho họ Qua một tội gì đó mà chàng không hề phạm phải. Nhưng chẳng ai bênh vực cho chàng, nên chàng đành cam tâm cúi đầu nhận bản án. Bi thảm tột cùng, nhưng chàng cố nuốt hận đi tìm nơi mai táng Thu Hương và khóc suốt cả đêm, khóc đến liệm người đi. Huyện quan Từ Văn Ý dù không được toại nguyện ý đồ chiếm nàng Thu Hương làm của riêng, nhưng dù sao hắn cũng nhổ được 2 cây gai khó chịu: loại Qua phong, diệt Thu Hương. Để thỏa thú tính, họ tự cho dọn những vật dụng của Thu Hương từ phòng riêng của nàng ở kỷ diện về nhà hắn. Trong số này, người ta thấy có một chục cây hồng lạp mà hàng đêm Thu Hương và các kỵ nữ khác đốt để tiếp khách. Các khách làng chơi thường gọi thứ ánh sáng từ đèn cầy đỏ này phát ra là hồng lạp dạ, tức đêm hồng lạp. Nó lung linh ảo ảnh, như có một cái gì đó quyến rũ đàn ông lạ kỳ. Mỗi đêm, họ từ chỉ dám đem hồng lạp ra đốt lúc sắp đi ngủ, để nhìn giây lát rồi tắt đi, sợ nó hết mất. Mỗi lần nhìn ánh nến, hắn lại mơ màng như thấy gương mặt của Thu Hương hiện ra. Đêm nay cũng vậy, họ từ định sẽ đốt nốt phần còn lại của cây hồng lạp đầu tiên và để cho nó tự cháy đến hết. Hắn nghĩ là sẽ kéo dài cơn mơ hình bóng người đẹp đem nàng vào trong giấc ngủ. Hắn ngủ thiếp với nụ cười còn trên môi. Mụ giờ già của hắn nằm bên cạnh. Điều này là ngoại lệ, vì từ vài năm qua, do xung khắc nên vợ chồng hắn luôn ngủ riêng phòng. Chẳng biết là mơ hay thật, lão huyện quan mất nết thấy mình chung giường với Thu Hương. Nàng âu yếm đáp lại sự mơn trớn của hắn, cho hắn tất cả những gì mà lâu nay hắn vẫn hằng mơ ước. Ngọn hồng lạp dần lụi tàn, lão ta choàng tỉnh giấc. Bên cạnh hắn, bà vợ già của hắn vẫn nằm đó, cũng vừa thức giấc. Mụ ta quay sang hắn, nở nụ cười rất khó hiểu. Và điều thật bất ngờ đã xảy ra. Có người lên tận triều đình đầu đơn tố cáo chính Từ Văn Ý đã bức tử nàng Thu Hương. Cũng chính lão ta đã dựng chuyện tố cáo quan tri phủ Qua phong, mà người tố cáo chẳng phải ai xa lạ, chính là vợ hắn. Bà vợ già huyện quan bây giờ khác hẳn trước. Bà ăn nói hoạt bát, giọng đầy căm hận. Bà kể ra tường tận mọi việc và đưa ra cả chứng cứ rành rành. Làm sao triều đình không tin trước lời tố cáo đầy đủ như vậy? Tức khắc Từ Văn Ý bị bắt. Cuộc điều tra sau đó đã xác nhận đúng mọi chuyện. Cuối đêm trăng đó, tại thư phòng của Qua phong, chàng ngỡ ngàng khi có sự xuất hiện của bà vợ Từ Văn Ý. Bà ta cất tiếng làm Qua phong giật mình.
thiếp đã báo thù được cho chàng. Giọng nói thật ngọt, dịu dàng, chẳng khác nào Thu Hương. Hoa phòng đang ấp úng thì cửa đã đóng chặt. Hương thơm quen thuộc quyện lấy chàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Phòng kêu lên: Thu Hương! Giọng nàng thật nhỏ, như sợ có người nghe. Chính thiếp đây, hồn thiếp quyện trong cây hồng lạp. Tên dâm tặc đó đã tận số, nên đốt hết cây nến trong giấc ngủ. Thiếp quá thân vào xác mù vợ hắn, cho hắn một trận quên trời. Và sau đó, thiếp đi đầu cáo với triều đình. Nàng ngừng kể giây lát rồi nói tiếp: Thiếp thác oan, nhưng nếu không nhờ tên khốn đốt hết cây nến đó, thì thiếp không thể nào hồi sinh được. Thiếp đã lại phán oan mấy ngày đêm liền và được cho sống lại với chàng. Song thiếp còn phải tạm thời ẩn trong xác của mụ già này. Sau 3 tháng 10 ngày nữa, thiếp mới trở lại bình thường. Chàng còn thương thiếp không? Có còn muốn sống chung với thiếp không? Hoa Phong quên cả hình hài đang ở cạnh chàng là bụi vợ Từ Văn Ý. Chàng ôm chầm lấy, ngất ngây như những phút giây từng âu yếm Thu Hương. Ông lão ngừng kể một lúc nữa, rồi như cơn bức xúc vẫn còn. Lát sau ông nhìn ra dòng sông rồi lại tiếp: Dòng hồn của sư đệ ta như vẫn còn đâu đây, nên ta kể luôn một chuyện nữa của đệ ấy, để thấy rằng số đệ ấy dẫu có thoát chết mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn phải kết thúc mạng chỉ vì một chuyện không đâu. Chuyện này xảy ra lúc đệ ta lạc tới vùng Thất Sơn một cách không chủ định, nhưng đó là số phận đẩy đưa. Lúc đó đệ ta còn mang tên Hồ Lương. Những cô gái ma chùa Long Tuyền. Hồ Lương là một danh sĩ thất chí do bị bọn quan lại đồng liêu lộng hành ở chốn quan trường. Bởi vậy, chàng ta chỉ muốn tìm tới những nơi cô tịch cho lòng thanh thản một thời gian. Ngôi cổ tự Long Tuyền trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, còn gọi là núi Cấm ở Thất Sơn, mà từ thời còn đi học, chàng đã nghe nói đến, chắc chắn sẽ là nơi nhất thời có thể làm vơi đi sự chán nản u uất. Hồ Lương tới Long Tuyền vào xế chiều, đáng lý phải trọ lại thị trấn ở chân núi một đêm rồi mai mới lên đường tiếp. Nhưng đứng ở trước cảnh quan kỳ dĩ trước mắt, Hồ Lương đã thay đổi ý định. Chàng nhờ một người dẫn đường và đi ngay lên núi. Đi qua cái truồng núi này á sẽ tới Long Tuyền tự. Tôi đưa công tử tới đây rồi quay về ngay, vì trời tối rất là khó xuống núi. Hồ Lương giữ anh ta ở lại ngủ, sáng mai về, nhưng anh chàng này một mực quyết không nghe. Hồ Lương xưa nay không biết sợ và ngại khó khăn gì, do đó chàng đồng ý đi một mình. Quả đúng như lời chỉ dẫn, đi chừng một khắc nữa là chàng đã nhìn thấy mái chùa hiện rõ sau tán cây mờ sương. Quả thiên hạ đồn không sai, ngôi cổ tự nằm chênh vênh giữa sườn núi lại được xây dựng công phu và bề thế vô cùng. Tường mái tuy đã rêu phong nhưng dáng vẻ vẫn uy nghiêm và vững chắc. Chỉ có điều sao u tịch quá, chẳng thấy có ánh sáng đèn, cũng chẳng nghe tiếng mõ chuông. Khi đã bước chân vào sân chùa, Hồ Lương hơi khựng lại để dò xét. Cuối cùng chàng đánh bạo bước lên bậc tam cấp của chính điện. Cửa chùa đóng kín, khóa chặt bên trong. Hồ Lương đưa tay gõ mấy cái liền, vẫn chẳng nghe ai đáp. Hồ Lương định gõ thêm thì chợt nghe phía sau có tiếng động. Chàng đi theo hành lang, vòng ra đó thì thấy một cửa nhỏ thông qua một bức tường thấp. Thì ra họ phía sau này. Hồ Lương cúi đầu chui qua tường, vừa định gọi thì đang nghe tiếng một người già hỏi từ mé tả: Chẳng hay thí chủ tìm ai? Ngẩng lên, Hồ Lương thấy một bà giải già đang cầm chổi quét lá ở một khoảng sân khá rộng. Hồ Lương không giấu giếm, chàng nói rõ ý định của mình và xin trọ ở chùa. Bà giải tỏ ra lưỡng lự. Cửa chùa luôn rộng mở với bá tánh,
Nhưng có điều là chùa hiện nay không có ai ngoài già đây. Các tăng chúng đã sang Long Sơn Tự nghe kinh, phải hơn một tháng nữa mới về. Sợ em... Sư bà đừng lo, cháu chỉ xin ở nhờ nơi mái hiên phía sau để đọc sách. Ngoài ra không dám làm phiền gì trong chùa hết. Hồ Lương mau mắng. Bà giải buông chổi xuống chắp tay xá. Mô Phật, xin thí chủ đừng gọi tôi là sư bà. Tôi chỉ là người làm công quả trong chùa. Yêu cầu của Hồ Lương được đáp ứng. Chàng được chỉ cho một không gian nhà gỗ ngay phía sau chính điện. Công tử ở tạm đây, đợi khi các đại sư về sẽ sắp xếp lại khang trang hơn. Hồ Lương mừng lắm vì căn phòng nhỏ này có vẻ biệt lập với cả chánh điện và phía sân sau, rất tiện cho chàng ra vào, khỏi phải phiền đến mấy người trong chùa. Đêm đó, chàng tự lấy lương khô ra ăn, qua loa, rồi tìm chỗ mắc màn ngủ, bởi suốt mấy ngày đường, người chàng cơ hồ đã rã rời. Khí lạnh vùng núi đã giúp Hồ Lương đánh một giấc thật say. Chẳng biết là bao lâu, cho đến khi bên tai Hồ Lương nghe tiếng đàn mà cứ ngỡ mình chiêm bao, nên vẫn nằm im. Mãi lúc sau, khi nghe kỹ lại, chàng mới biết đó là tiếng đàn thật. Nhưng là ai ở nơi vắng vẻ này, khi mà bà giải lúc chiều đã nói là chẳng hề có ai khác. Hồ Lương nhẹ bước về phía ô cửa thông ra phía sân sau. Dưới ánh trăng vàng bạc đủ soi cho Hồ Lương nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng, khó tin nổi. Giữa đám cỏ đang có 4-5 cô gái ăn mặc quần áo lụa đủ màu, chẳng khác nào các tiên nữ. Họ đang lượn quanh một cô gái ngồi ở giữa, và chính cô gái đó ôm cây đàn gảy những khúc êm ái lạ thường. Từ ô cửa của Hồ Lương đến chỗ sân kia khá gần, bởi vậy mắt chàng nhìn khá rõ dung mạo từng người. Tất cả đều đẹp đến mê hồn, mà cô gái ôm đàn là đẹp nhất. Chốc chốc, các cô gái đang lượn quanh lại cất tiếng hát. Giọng của họ thánh thoát như chim, âm thanh như rót mật vào tim. Nhưng lạ một điều là họ hát bằng thứ tiếng gì mà Hồ Lương chẳng thể nào hiểu nổi. Âm điệu đang dịu dặt, uyển chuyển, làm mê đắm người xem. Chợt cô gái ôm đàn dục đứng dậy, nói líu ríu câu gì đó, nghe có vẻ hốt hoảng. Các cô gái xinh kia cũng chợt ngừng múa. Họ nắm tay nhau thành một vòng rào và cứ thế đi thật nhanh về phía sau dãy nhà. Cách đi của họ chẳng khác nào đám tiên nữ múa khúc nghê thượng trên tiên giới. Họ đi khuất rồi, Hồ Lương mới chợt tỉnh trí, chẳng kịp suy nghĩ, xô cửa bước dội theo hướng đó. Có lẽ chàng đã bị dung nhan và tiếng đàn hát kia quyến rũ rồi. Phía sau chùa là núi đá, cây cối um tùm, chẳng biết đâu là đâu, vậy mà Hồ Lương cứ nhắm trước mặt mà đi. May sao, chỉ một lát sau, chàng đã nghe văng vẳng có tiếng người, mà âm thanh đúng là tiếng của con gái. Nếu lúc nãy, khi ở trong phòng nhìn ra, Hồ Lương đã phải kinh ngạc về sự hiện diện của các nữ nhân, thì lần này, cảnh trước mắt chàng làm cho Hồ Lương không còn tin vào mắt mình nữa. Dù không còn là trai tân, cũng không thuộc loại nhút nhát, nhưng những gì Hồ Lương thoạt trông thấy, suýt nữa thì chàng đã kêu lên và nhắm mắt lại. Phía trước, dưới tán cây rậm, có một dòng suối chảy, và bên suối là 5 cô gái đang tắm. Họ chẳng mặc chút xiêm y nào, có lẽ nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn vắng vẻ lại giữa đêm khuya. Lần này thì các cô gái gọi nhau bằng thứ tiếng mà Hồ Lương hiểu được. Một cô tóc dài đang đứng ngập nửa người dưới suối, đưa tay dẫy cô gái ôm đàn lúc nãy. Chị Quanh Quanh ơi, xuống đây, nước ấm lắm chứ không lạnh như chị sợ đâu. Cô gái tên Quanh Quanh chừng như vừa mới trút quần áo xong, còn đang đứng trong một bụi cây. Nghe gọi tên, nàng bước ra gần phía bờ suối. Cả tấm thân như ngọc của nàng hiện ngay trước mắt Hồ Lương. Suýt chút nữa thì chàng đã kêu lên. Đẹp, đẹp chưa từng thấy. Đẹp đến nỗi Hồ Lương cứ tưởng mình nằm mơ. Thế rồi lần lượt nam cô đều ngâm mình dưới suối. Họ tát nước vào nhau, cười giỡn như chỗ nhà riêng. Ánh trăng như cũng chiều lòng Hồ Lương, nên càng lúc càng sáng tỏ, như muốn cho chàng nhìn ngắm thỏa thích. Một lúc thật lâu,
cũng cô gái hồi nãy, bước lên bờ trước. Cô ta nhìn ánh trăng rồi dục: "Thôi về chị Quanh Quanh ơi, lão gia sắp dậy rồi đó." Cả năm tấm thân trần lại một lần nữa trình diện trước mặt Hồ Lương. Họ chưa mặc quần áo dội, lại cùng nhau ngồi dây quanh tảng đá to, hình như để hong khô thân thể. Cô gái Quanh Quanh bảo các cô kia: "Lâu lâu mình mới lén ra ngoài được phải chơi cho thỏa thích rồi mới về. Đêm qua lão gia đã đánh chén say khướt, chắc gì giờ này đã dậy. Thôi để chị đàn một bản nữa rồi về cũng còn kịp." Tiếng đàn lại dúc lên. Chẳng hiểu có phải vì lần này nàng đang trong tư thế trút bỏ hết xiêm y nên Hồ Lương nghe hay hơn gấp bội. Nghe mà không tự chủ được, như muốn chạy tới ôm chầm lấy. Có lẽ vì vậy mà chàng đã trượt chân té nhào tới trước, gây ra một tiếng động lớn. Những tiếng kêu ré lên đồng lúc với những bóng người chạy biến trong bóng tối. Nhưng chỉ một thoáng sau thì đã xuất hiện đủ năm cô gái trước mặt Hồ Lương, trong khi anh chàng mới bò dậy, có giọng hét lớn của một cô: "Trói thằng lớn mật này lại, đem về cho lão gia trị tội." Hồ Lương chưa kịp nói gì thì đã bị bốn cô gái áp lại đè xuống, dùng dây gai trói chặt tay chân. Họ còn cẩn thận lấy lá nhét vào miệng chàng. Hồ Lương gần như ngất đi từ lúc đó. Lúc tỉnh dậy, Hồ Lương thấy mình nằm trong một căn phòng sạch sẽ. Bên ngoài phòng có nhiều tiếng huyên náo. Chàng vừa bật dậy thì đã nghe một người lên tiếng: "May quá, công tử đã tỉnh lại rồi. Đã hai hôm nay ai cũng lo cho công tử." Người đang đứng trước mặt chàng là một đàn ông trung niên. Hồ Lương dục nhớ lại tất cả, chàng hốt hoảng: "Sao tôi lại ở đây? Có phải ngôi chùa?" Người đàn ông kia lên tiếng: "Tôi đi săn trên núi, giữa đêm trăng hai hôm trước, tình cờ gặp công tử đang sắp bị hổ ăn thịt, nên đã ra tay giết được hổ, cứu công tử đem về đây." Hồ Lương kinh hãi: Hổ ở đâu?" Người nọ bèn thuật lại: "Khi tôi đi qua phía sau chùa Long Tuyền một quãng thì chợt nghe có tiếng gầm gừ của mãnh hổ. Tôi chạy lại thì kịp lúc thấy con hổ bạch dương móng vuốt định chụp xuống công tử. Lúc ấy đang nằm thiếp đi. Tôi chẳng kể gì nguy hiểm, đã lắp tên và bắn đại một phát. May sao phát tên trúng ngay mắt con ác thú, nó ngã ngửa ra phía sau. Tôi bắn thêm một phát nữa, nhưng lần này con mãnh thú đã dùng lên và bỏ chạy mất hút trong rừng đêm. Tôi bước tới chỗ công tử nằm, cứ tưởng là cái xác chết. Nào ngờ khi đưa tay sờ ngực thấy còn thở. Do đó tôi đã cõng công tử về. Chỗ này là nhà trọ của thị trấn Chi Lăng." Nghe xong chuyện, Hồ Lương vẫn chưa tin là thật, vì trong trí nhớ của chàng, hình ảnh năm cô gái tắm suối vẫn hiện rõ, nhất là khuôn mặt của nàng Quanh Quanh. Chẳng lẽ đó lại là một giấc mơ? Nhưng nếu mơ thì làm sao chàng lại nằm giữa rừng, suýt nữa bị hổ xé xác? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu, Hồ Lương chẳng thể nào trả lời được, nên đành nằm dưỡng sức, rồi quyết phải trở lên chùa trên núi xem lại cho rõ. Hai ngày sau, trời mới mờ sáng, Hồ Lương đã một mình trở lại Long Tuyền Tự. Vì đã đi qua một lần, nên lần này Hồ Lương chỉ đi hơn nửa buổi đã tới nơi. Vẫn ngõ vào chùa y như hôm trước, nhưng sao bây giờ tất cả đều mở toang ra? Chắc là các đại sư đã trở về. Hồ Lương phấn khởi, chàng bước thẳng vào đại điện. Nhưng chàng quá đỗi ngạc nhiên, bởi khắp gian đại điện hầu như chẳng thấy một pho tượng nào, bốn bề bụi phủ nhện văng, chứng tỏ chùa đã bị bỏ hoang từ lâu. Hồ Lương đã đi thẳng ra phía sau, tới căn phòng mà chàng đã ngủ hôm trước, cũng vẫn căn phòng đó, nhưng chỉ thấy một gian chứa đầy những củi khô và những vật phế bỏ. Tất cả bừa bộn như đã lâu lắm rồi, không được dọn dẹp. Và rõ ràng ở một góc, những đồ đạc của Hồ Lương bỏ lại vẫn còn đó. Thì ra đêm trước, chàng đã ngủ ở căn phòng chứa đầy củi này, mà cứ tưởng... Hồ Lương lại dòng ra phía sau nữa, chỗ cái sân mà chàng nhìn thấy các cô gái đàn hát. Thật lạ, nơi đó chẳng phải sân cỏ, mà chỉ là một nghĩa địa nhỏ, vì nằm ngôi mộ thấp lè tè, cũng chẳng thấy bóng dáng của bà giải đâu. Còn đang ngỡ ngàng, bỗng Hồ Lương nghe có tiếng người gọi rất lớn ở trước chùa,
Chàng vừa chạy ra thì đã thấy người đàn ông trung niên và nhiều người nữa cầm gậy gộc xông vào. Họ nhìn thấy chàng thì mừng rỡ. Chúng tôi sợ công tử bị nguy. May quá, chưa hề gì. Họ giải thích ngay để Hồ Lương hiểu. Ngôi chùa này sở dĩ bị bỏ hoang mấy năm nay bởi ở đây có con bạch hổ tinh thường hay tìm cách chặn người đi lễ để xé xác. Nó đã sát hại có đến vài chục mạng người ở chung quanh núi. Riêng ở ngay sau chùa này, nó đã giật chết một lúc năm cô gái. Đó là mộ của các cô ấy. Vị hán tử nhìn Hồ Lương và hỏi: Có phải công tử đã nhìn thấy các cô gái ở đây? Vậy họ là hồn ma? Phải. Các vị sư ở đây trước kia đã từng thấy đêm đêm có năm cô gái hiện ra đàn hát ở sân này, rồi họ kéo về phía bờ suối. Nếu ai đi theo họ rồi sẽ làm mồi cho con hổ trắng. Người ta nói chính con hổ tinh đã sai khiến oan hồn năm cô gái tìm mồi cho nó. Nhớ lại từng chi tiết, Hồ Lương nghe lạnh sống lưng. Chàng trở ngay xuống núi. Về sau, Hồ Lương nghe thiên hạ đồn là con bạch hổ sau khi trúng tên đã chết. Từ ấy, cứ mỗi lần đêm trăng, tự dưng Hồ Lương nhớ đến năm cô gái tắm suối, nhất là Quanh Quanh. Chàng thầm ước: Nếu có dịp nào đó, mình sẽ trở lại Long Tuyền Tự, biết đâu sẽ gặp lại Quanh Quanh. Lần này bạch hổ đâu còn nữa, sợ gì? Ước muốn của Hồ Lương ngỡ đâu chỉ là mơ ước của một chàng trai tính tình lãng mạn. Nào ngờ 6 tháng sau khi tình cờ trở lại Long Tuyền Tự thì Hồ Lương đã hạnh ngộ cùng người đẹp. Hôm đó là rằm tháng giêng nên thiện nam tín nữ kéo nhau đi lễ chùa khá đông. Hồ Lương không tính lên Thất Sơn bởi mục tiêu của anh chỉ là ở núi Sam. Tuy nhiên khi đang đi một dòng chân núi thì bỗng có một con ngựa trên lưng mang một người trong tư thế nằm thay vì ngồi cưỡi. Nhiều người đi đường hốt hoảng la lên: Kìa, có người bị thương nặng nằm trên lưng ngựa kìa. Trong số những người đang đi bộ, chỉ có một mình Hồ Lương là nam nhân. Anh lại là người biết cưỡi ngựa, cho nên vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đã kêu lên: Trời đất ơi, có người bị thương nặng nằm trên lưng ngựa kìa. Trong số những người đi bộ, chỉ một mình Hồ Lương là nam nhân. Anh lại là người biết cưỡi ngựa, cho nên vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đã kêu lên: Cô gái này bị thương tích nặng trước khi ai đó đặt lên yên ngựa nào. Một bà già đứng sau lưng anh lên tiếng dục: Sao cậu chưa mau cứu người? Máu của cổ chảy ra nhiều quá kìa. Hồ Lương không chút chậm trễ, anh phóng nhanh lên lưng ngựa, ngồi dịnh nạn nhân bị thương. Trong lúc chưa biết tính sao thì bà lão đã lại dục: Cậu cứ đưa cổ về nhà tôi ở bên kia triền núi. Nhà nằm dưới dồ đá lớn, trước nhà có trồng cây lâm dồ tàn lá xum xuê. Hỏi nhà bà Năm Đần thì ai cũng biết. Tôi không có khóa cửa nên cậu cứ đưa cô này về rồi chạy chữa thuốc thang cho người ta. Cứ một mạng người bạc xây 5-10 ngôi chùa. Mau lên cậu. Phần vì sự hối thúc của bà lão, phần nữa khi nhìn cảnh thoi thóp như sắp chết của nạn nhân, Hồ Lương quyết định rất nhanh. À, được, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà bà. Không biết đường đi, nhưng may mắn sao con ngựa lại như hiểu được hướng. Nó không cần Hồ Lương điều khiển, đã tự động chạy vòng qua bên kia núi và cuối cùng ngừng lại đúng nơi bà lão chỉ. Khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dưới tàn cây lâm dồ, Hồ Lương mừng rỡ reo lên: Đây rồi! Đỡ cô gái vào nhà thì đã thấy giường chiếu trải tươm tất, nhưng trong nhà không có ai khác. Chỉ một lúc sau thì Hồ Lương thấy nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, anh mừng quá. Vậy là cô không sao rồi. Lúc này Hồ Lương mới để ý thấy trên mặt cô gái có quấn ngang bằng một vuông khăn. Anh vội kéo ra và giật mình khi phát hiện đó là một cô gái rất đẹp và còn rất trẻ. Cô có phải là... Hồ Lương nhất thời đã nhận ra cô gái là ai, nhưng vì quá bất ngờ nên chưa dám gọi thẳng. Anh ngập ngừng một lúc rồi mới lắp bắp: Có phải là...
quanh quanh không? Cô gái thở hắt ra một hơi, chứng tỏ đã hồi tỉnh, sau đó mở mắt ra nhìn với ánh mắt yếu ớt. Hồ Lương biết mình không nhìn lầm. Đúng là cô quanh quanh rồi. Lúc này cô gái đã hoàn toàn tỉnh lại. Tôi đang... Hồ Lương nói lớn hơn. Cô bị thương và nằm trên lưng con ngựa. Tôi đưa cô về đây đó. Hình như đã nhận ra người đang ở trước mặt nên cô nàng nói. Sao tôi lại ở đây? Họ bắt tôi đi mà. Họ lên tận chùa để lôi tôi đi. Hồ Lương hốt hoảng. Cô đúng là ở trên chùa Long Tuyền mà. Quanh quanh, cô là... Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng lúng túng. Em là... đúng là quanh quanh. Nhưng không như chàng biết đâu. Cô nàng đang nói bỗng ôm mặt khóc nức nở, khiến Hồ Lương bất ngờ. Cô có sao không? Nàng bất chợt hỏi. Chàng có sợ em không? Em là quanh quanh, vốn là... Hồ Lương không ngại nói thẳng. Tôi nghe người ta nói cô là hồn ma nạn nhân của con hổ trắng sau chùa Long Tuyền. Hồ Lương nhìn sững cô nàng, rồi nhẹ giọng. Nhưng tôi thấy cô vẫn bình thường mà. Cô đâu phải ma hả? Nàng gật đầu rất nhanh. Không, em là... Hồ Lương nói liền. Cô là ai cũng được. Tôi đâu có ý nghĩ gì khác. Bây giờ gặp lại cô tôi mừng quá. Đúng là chúng ta có duyên số với nhau, nên trời mới cho mình gặp lại nè. Nói thật, tôi đang có ý đi tìm cô. Không ngờ tình cờ gặp lại đây hôm nay. Nhưng sao cô lại bị như vậy? Cô nói ai đã làm gì cô? Cô gái tên Quanh Quanh nghẹn ngào. Như anh đã biết, em đã là... Là nạn nhân của con hổ tinh. Vậy sao bây giờ em lại bị... Cô nàng nói qua màn nước mắt. Hồn ma vẫn bị hổ tinh khống chế. Cho nên vừa rồi con hổ tinh ấy trở lại chùa, dẫn thêm một lũ quan quân bắt em và bốn bạn nữa, đem vào đồn binh của bọn Phú Lan Sa tại tỉnh Lỵ Châu Đốc này. Tụi em bị nhốt trong một cái am được canh giữ cẩn mật. Vừa rồi nhân ngày rằm, em lén trốn đi thì chẳng may bị phát hiện nên bị bắn trọng thương. Con ngựa chở em đi là của một đạo sĩ tu trên núi Cấm, người đã từng biết kiếp nạn của em trước kia. Nhưng người ấy cũng chỉ cứu và đưa em tới chân núi Sam thôi, không thể đưa em đi tiếp. Nếu không gặp được anh thì có lẽ giờ này em lại phải tiếp tục trở lại chỗ giam cầm. Nhưng sao ông đạo sĩ kia lại biết hôm nay anh có mặt ở đây? Hồ Lương ngạc nhiên. Tôi không rõ. Tôi chưa từng quen biết với ông đạo sĩ nào. Bất chợt cô nàng móc trong áo ra một tờ giấy và đưa cho Hồ Lương. Ông ấy kêu em đưa cái này cho anh nè. Có phải anh tên Hồ Lương không? Hồ Lương hốt hoảng. Sao ông ta lại biết tên tôi? Chẳng những biết tên anh mà ổng còn biết là anh sắp gặp một kiếp nạn, nên dặn em phải nói anh nên rời khỏi xứ này, đừng bao giờ lên núi Cấm nữa. Hồ Lương giật mình. Có chuyện đó sao? Tôi đang tính trở lên Long Tuyền Tự đây. Xem mảnh giấy có mấy dòng Hán tự viết rất rõ. Ta tuy không cùng huyết thống, không kết nghĩa bằng hữu, nhưng số vốn sẽ là đồng môn. Đệ sẽ gặp phải hai kiếp nạn lớn. Một xảy ra ngay, còn một sẽ đến một ngày tuy xa nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Đệ nên tránh, đừng bao giờ đối mặt với các loài giả thú. Số đệ sẽ gặp nguy trước sơn quả và thủy quả. Hãy nhớ lời ta, hẹn gặp nhau ở vô thiên tuế khi đệ thoát khỏi kiếp nạn ở Long Tuyền Tự. Đọc xong tờ giấy, Hồ Lương kinh hoàng. Ta sẽ gặp chuyện gì ở Long Tuyền Tự? Nàng quanh quanh dục nói. Cũng có thể không sao. Hồ Lương càng ngạc nhiên hơn. Cô có biết chuyện đó hả?
Không, em không hề. Giữa lúc đó con ngựa cột bên ngoài bỗng hí vang, khiến Hồ Lương hốt hoảng chạy ra xem. Khi anh trở vào thì chẳng còn thấy nàng quanh quanh đâu. Chỗ nàng ta nằm còn lại một mảnh giấy khác với vài chữ nguệch ngoạc. Em về Long Tuyền Tự, biết là nguy, nhưng số em đã như vậy nên đành chấp nhận thôi. Hồ Lương lặng người đi khá lâu. Khi bình tâm lại, anh buộc miệng. Không lẽ để nàng ta bị số phận bi thảm vậy sao? Anh tần ngần hồi lâu, rồi một mình lững thững bước ra ngoài. Lúc này nếu có ai hỏi, chắc là anh sẽ không giấu giếm. Tôi lên núi cấm để cứu cổ. Cuối cùng, tại một ngôi chùa khác ở triền núi cấm, chùa Phi Lạc, các nhà sư đi ra ngoài sớm đã tình cờ bắt gặp một nam nhân nằm bất động ở sân sau của chùa. Khi đưa người ấy vào cứu chữa thì mới biết anh ta tên là Hồ Lương. Hỏi ra mới biết anh chàng Hồ Lương đã một mình lên Long Tuyền Tự và lọt vào vòng dây của hai con bạch hổ. Ngay lúc bị hổ tấn công thì Hồ Lương vẫn tưởng mình đang tiếp xúc với năm cô gái đang múa hát. Khi hỏi rõ thì Hồ Lương thú nhận: Tôi lên Long Tuyền Tự là để kịp cứu cô gái tên Quanh Quanh. Bởi từ lúc cô ta biến mất trong ngôi nhà ở triền núi Sam thì lúc nào bên tai của tôi cũng nghe văng vẳng giọng kêu thảm thiết của cổ. Quanh Quanh báo rằng mình đang bị quan binh bắt đưa về đồn binh theo lệnh của hai con bạch hổ tinh. Khi tôi lên tới Long Tuyền Tự thì mới hay ở đó chẳng hề có bóng dáng của các cô gái. Bà sải già chính là bà lão chủ nhà ở chân núi Sam xuất hiện nói rõ rằng bà là người chứng kiến các cô gái trong đó có Quanh Quanh thành ma, sắp thành tinh, bị hai con hổ tinh sai khiến, quyết bắt cho được một người tên là Hồ Lương. Tôi quá đổi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao tôi lại bị đưa vào tầm ngắm của lũ hổ tinh như vậy. Thì bà lão nói rõ: cậu có căn tu, nhưng căn nghiệp ác chưa dứt, lại có thù oán kiếp trước với các loài ác tinh, nên nạn kiếp của cậu sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nhờ có một người cứu kịp nên vừa rồi cậu mới không bị con yêu nghiệt Quanh Quanh sát hại đó. Hồ Lương hốt hoảng: sao Quanh Quanh lại là yêu nghiệt? Nó bị hổ tinh truyền kiếp. Khi một người bị truyền kiếp rồi thì sẽ kế tục loài yêu tinh đó, quấy phá chẳng khác gì hổ tinh. Đúng ra khi gặp lại cậu lần thứ hai này, dẫn dụ cậu lên Long Tuyền Tự là cô gái ấy đã giết cậu, truyền kiếp cho cậu để cậu tiếp nối cô ta. Nhưng chỉ vì cô ấy thương cậu, không nỡ bắt cậu chết nên mới cứu cậu, đích thân đưa cậu tới đây. Cậu được cứu, còn cổ thì vĩnh viễn là kiếp yêu nghiệt. Tội nghiệp quá. Hồ Lương bi phẫn: trời đất ơi, nếu biết như vậy thì thà tôi chết để cho cổ tiếp tục làm những hồn ma đêm đêm múa hát dưới trăng. Quanh Quanh ơi, Quanh Quanh!